Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em cộng đồng đầu tư uh, trên khắp mọi miền tổ quốc trên uh, hai kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì uh, như thường lệ thì vào buổi tối, uh, buổi uh, chiều ngày thứ sáu hàng tuần hoặc là buổi tối thì Hùng sẽ làm một cái bản tin video uh, phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành cũng như phân tích dự báo về xu hướng của thị trường thì đây là một cái bản tin tuần theo quan điểm của hùng là nó rất là quan trọng. Và hiện tại thì chúng ta có hai cái kênh để chúng ta tương tác với anh chị em đó là những bản tin tuần thì hùng Lê sẽ up lên kênh chứng khoán chiến binh đến từng có sóng. Và những cái bản tin phân tích ngắn những cái bản tin phụ thì hùng sẽ up lên kênh hùng Lê chứng khoán. Thì các anh chị có thể song song chúng ta theo dõi đồng hành hai cái kênh này để chúng ta có những cái video tổng hợp hàng tuần cũng như những cái video tổng hợp trong ngày à, ví dụ trong ngày chúng ta có những cái diễn biến hoặc là có những cái tình tiết mới thì hùng sẽ làm những cái bản tin phân tích video ngắn hoặc là các cái video uh, chỉ phân tích một nhóm ngành ví dụ như là trong bản tin tuần thì chúng ta không có thời gian để chúng ta chuyển tải hết tất cả các cái nhóm ngành vì vậy thì hùng sẽ có thể là ở uh, trong tuần thì hùng sẽ phân tích riêng một nhóm ngành banh hoặc là hùng sẽ phân tích riêng một nhóm ngành bất động sản dân cư hoặc là ông sẽ phân tích riêng một nhóm ngành ví dụ phân bón và hóa chất chẳng hạn như vậy thì các cái bản tin ngắn như vậy thì hùng sẽ up lên kênh hùng lê chứng khoán thì như vậy là các anh chị lưu ý để chúng ta nắm được cái tình hình thế còn bản tin tuần thì automatic là chúng ta sẽ đồng hành ở trên kênh chứng khoán chiến binh đã từ có sóng nó đã quá quen thuộc với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư và như thường lệ thì bản tin tuần này thì hùng cũng sẽ tiếp tục uh, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một số các cái mã cổ phiếu rất cơ bản và tuần này thì hùng có phân tích thêm cho các anh chị một cái nhóm thực ra cái nhóm này không phải là nhóm mới nhóm mình đã phân tích từ ngày 26 tháng 6 và bây giờ mình chỉ view lại thôi đó là trong nhóm trụ thì Hùng lọc ra ba mã cổ phiếu vinamilk, MVG và Mansan để phân tích khuyến nghị đầu tư từ ngày 26 tháng 6 à, tiếp theo thì chúng ta tiếp tục uh, phân tích những cái danh mục khá là cơ bản cổ phiếu khác à, tiếp theo danh mục thủy sản, danh mục dệt may, việt theo bất động sản khu công nghiệp nhóm thép vật liệu đầu tư công đầu tư công uh, nhóm ngành dầu khí và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm chứng khoán nhóm banh thì các anh chị lưu ý là chúng ta chỉ có ba cái mã cổ phiếu ở trong cái danh mục ở thời điểm hiện tại mùng đang tiếp tục quan tâm đó là mã cổ phiếu shb mã cổ phiếu tp banh và mã cổ phiếu vx Uh, đó thì uh, những cái mã cổ phiếu đó thì là đang có những cái trang kỹ thuật khá là tốt và thời gian thì không đủ chính vậy nên là ông sẽ có thể phân tích bổ sung còn với những anh chị em quan tâm đến những mã cổ phiếu mà chúng ta chưa được phân tích ở trên dòng thời gian của bản tin tuần thì các anh chị có thể comment và ông sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị ok thì đối với mã cổ phiếu trụ thì trong uh, ngày 26 tháng 6 thì ông có lọc ra ba mã cổ phiếu tương đối tốt đó là vinamil, mwg và Mansan tại cái thời điểm đó thì ba mã cổ phiếu trụ này nó đang có những cái tín hiệu kỹ thuật rất là ok thì bây giờ ông sẽ view lại ba cái mã cổ phiếu này để cho anh chị nắm được uh, đây và và từ ngày 26 tháng 6 thì đến ngày mùng 5 tháng 7 cũng tiếp tục cập nhật và đến ngày mùng 7 tháng 7, 11 tháng 7, 13 tháng 7 và cách đây 3 ngày thì như là ông tiếp tục khuyến nghị uh, anh chị em mua ví dụ Vinamilk ở vùng 72 72.3 tiếp tục nhặt thêm và MVDC thì ở đây là biên 47.8 đến biên 48. Và Mansan thì uh, tiếp tục ở vùng 79.3 đến vùng 80 đó và ngày hôm nay thì tiếp tục cập nhật ở về mặt xu hướng như vậy là khi mà chúng ta à, à, tham gia cái nhóm này thì chúng ta sẽ nhận được những cái phân tích rất là chi tiết cụ thể như vậy và trên thời gian bản tin tuần thì chúng ta cũng không thể phân tích được hết đây thì ngày 26 tháng 6 đây các anh chị Vinamilk đã có một nhịp đẩy lên và sau đó thì nó có một nhịp test kỹ thuật ở đây 69 5 đến khoảng quanh vùng 70 đây là vùng cao kỹ thuật rất là đẹp hiện tại thì Vinamilk đang đạt được lên cái target kỹ thuật ở 73.3 và trong tuần thì nó có quay trở lại test lại biên này cũng cực đẹp này 72 đến 72.5 mục tiêu ở trong ngắn hạn thì Vinamilk sẽ tiếp tục dựa công cái vùng cản kỹ thuật ở đây mùng đang đưa target kỹ thuật của nó ở trên nhóm đó là vùng 75 đến khoảng vùng 75.5 không nhầm thì như vậy ba ngày 75 khả năng là sẽ ngày 13 tháng 7 đây đây 75.5 đến khoảng vùng 76 đó là target kỹ thuật mồng đã đưa ra trong cái phân tích của ngày 13 tháng 7 à, mã cổ phiếu thứ hai đó là MVDG MVDG thì hiện nay quá tuyệt vời luôn một cây nến tăng kịch trần và đến thời điểm hiện tại thì MVDG đã hoàn thành người ta ghét mục tiêu đó là vùng 52 đây các anh chị à, cầu ăn lại ở đây thì cũng đã đưa cái nâng người ta kỹ thuật sau khi mà nó đạt lên được cái vùng 50 thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng người ta kỹ thuật lên vùng 52 phân tích này ở 13 tháng 7 thì uh, cái xu hướng của một đúc dòng tiền đánh cực kỳ tốt chính vậy nên là trong cái phiên giao dịch của ngày 26 tháng 6 thì cũng đã có phân tích là nó đang công cản 44 và dự kiến có một nhịp test cung ở đây và cái nhịp test cung đó nó quay về khoảng quanh vùng 42 43 đây là những vùng gom kỹ thuật rất đẹp và khi nó break cản 44 thì các anh chị với một lực cầu cực kỳ tốt ở đây đó gấp đôi trung bình 20 phiên thì có thể phiên này sẽ là phiên mà chúng ta sẽ mở mua hết uh, hiện tại thì nó đã hoàn thành target 50 Uh, tuần vừa qua nó tiếp tục chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 48 đây là những cái vùng kỹ thuật mà các anh chị đang cầm chúng ta thu gom thêm và uh, phiên kết tuần thì cực đẹp nó đánh lên vùng 52 ở uh, trên góc độ kỹ thuật thì MWG sẽ có một cái nhịp chỉnh cung nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 51 52 nó tích lũy ở đây và sau đó thì uh, chúng ta có thể uh, tiếp tục kỳ vọng cái target kỹ thuật tiếp theo của MWG ở khoảng vùng 56 đến khoảng vùng 56.5 mã cổ phiếu thứ ba đó là Mansan MSN thì trụ san ở trong cái thời điểm hiện tại là dòng tiền cũng đã bắt đầu đánh khá là tốt và cái điểm tích lũy thứ nhất đó là vùng 70.5 đến khoảng vùng 71. Thành công, đáy thứ hai nó đang tích lũy thành công đó là vùng 74.5. Và đến cái ngày 26 thì cũng có phân tích đây các cái vùng chỉnh cung kỹ thuật và khi nó test tích lũy ở cái vùng này thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà anh chị thu gom thêm. À, target thứ nhất là MVúc à san đã hoàn thành vùng giá mục tiêu đó là 80 trên 80 và hiện tại thì cũng đang nâng cái target lên vùng 85 đây 80 đến 80 và với đà này thì chúng ta sẽ nâng target kỹ thuật lên vùng 85 đó là những cái phân tích rất là sớm và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có thêm cái vùng 79.3 đến vùng 80 vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây chúng ta canh thu gom và cây nến kết tuần thì cũng là một cây nến cực kỳ đẹp và xu hướng hiện tại như vậy là chúng ta sẽ hướng đến cái target mục tiêu ở trên à, quanh vùng 85 như vậy nói như vậy để chúng ta à, nắm được là gì tức là chúng ta có rất nhiều những cái thời điểm những cái thời khắc để chúng ta vào các cái vị thế cổ phiếu và những cái vị thế đó nó sẽ quyết định cái xu hướng thành công hay cái cái sự thất bại của nhà đầu tư và để mà có được những cái phân tích sớm như vậy thì các anh chị sẽ cần có những cái đội nhóm đội nhóm nào cũng được cũng không có quan trọng đó về đội nhóm của hùng thì sẽ có những cái phân tích của hùng lê và về những cái đội nhóm khác thì nó sẽ có những cái phân tích của họ và đấy là những cái phân tích mà uh, rất là sớm để giúp cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta có những cái hướng để chúng ta uh, hành động đó đừng có để đến cái lúc mà cổ phiếu nó tăng tốt quá nó tăng ào ào rồi khi đó đấy ví dụ như đây đừng có để như thế này mới mua đó mà thay vì đó thì chúng ta đã gì ví dụ xe 2 trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có cái gì có cái sự test điểm test kỹ thuật ở đây quanh vùng 19 19.2 à, bởi vì cái target kỹ thuật là 18.7 đến 19 thì khi nó break chạm được cái target này đúng không ạ thì bao giờ nó cũng sẽ có một là qua và test lại hai là kéo qua và test lại ở đây đó thì là tuần vừa qua nó test cực đẹp và cái target kỹ thuật vẫn hướng về vùng 20.7 đến khoảng vùng 21 Hiện tại thì nhóm hạ tầng kỹ thuật đầu tư công cũng đang có những cái xu hướng cực kỳ là ok ờ, Cổ phiếu Dabaco, nhìn chung Dabaco trong mục tiêu của nhịp này Thường vẫn tiếp tục ngắm cái vùng target kỹ thuật ở đây, vùng 27.3 đến khoảng vùng 28 Trong tuần vừa qua thì nó test khá là đẹp Và anh chị lưu ý, biên hội trợ kỹ thuật 24.5 24 ở đây mà nó không thủng Tức là nó test ở đây, và trong tuần vừa qua thì cái điểm test này của Dabaco cũng là rất là ok, rất đẹp ở ờ, phiên kết tuần thì quá là tuyệt vời rồi ờ, Công lại vùng 26 và xu hướng này thì vùng 27 27.3 27 đến vùng 28 là ok Cổ phiếu VPG VPG cũng là một mã cổ phiếu mùng lọc ra Và đây các anh chị các anh chị có thể nhìn thấy đây Cái cái cách đi của VPG đúng như kịch bản đúng không ạ Tức là trong tuần vừa qua thì cũng có dự báo là nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 20 Và sau đó thì nó sẽ có một cái nhịp đạp lại Ở khoảng quanh vùng 19.4 đến vùng 19 Và các anh chị nhìn thấy là ba cây nến test lại đây và đến phiên kết tuần thì đóng ở vùng 20.7 và mục tiêu thì là ngắm lên vùng 22 à, vẫn không có gì thay đổi cả rất ok và tín hiệu đường macd đấy các anh chị nhìn thấy ạ. À, sau một cái giai đoạn gì nó chỉnh cung và tín hiệu đường mac bắt đầu thu và bắt đầu xanh thì đấy là một cái tín hiệu cực kỳ là ok của cổ phiếu Uh, cổ phiếu ADS ADS thì nhìn chung là chia cổ tức các anh chị nhá Và sau chia thì ADS cũng đã có những cái target kỹ thuật rất đẹp Trong tuần vừa qua thì chủ yếu ADS vận hành Ở quanh vùng 16 là hỗ trợ Và biên kháng cự kỹ thuật của nó Đây là 16.8 đến vùng 17 uh, Xu hướng của tuần mới Các anh chị nhìn thấy ở đây là dòng tiền uh, lực cầu Đang khá là thấp Đây là một tín hiệu cực kỳ đẹp À, khi mà nó ở vùng kháng cự mà lực cầu cực kỳ thấp như này là cực kỳ tốt và nó tích lũy để uh, nó xuất hiện một cái phiên nào đó mà có một cái lực cầu xuất hiện khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên và nó xuất hiện một cái cây nến xanh như thế này thì đấy sẽ là những cái phiên mà các chúng ta đang cầm tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ sẵn sàng để chúng ta mua gia tăng vị thế bởi vì đấy là những cái dòng tiền lớn tiếp tục đánh cổ phiếu đi lên. Cổ phiếu uh, PTB Phú Tài thì đối với Phú Tài đây có phân tích vùng kháng cự 54.7 và trong tuần vừa qua Phú Tài chủ đạo chỉnh cung và ở đây các anh chị chúng ta nhìn thấy tín hiệu đường mát đúng không ạ? Tín hiệu đường mát đang có xu hướng bị yếu đi Tức là cổ phiếu nó sẽ bị gì ạ? Nó sẽ bị yếu đi và nó sẽ chỉnh cung Thì đối với Phú Tài á Thì cái việc chỉnh cung tích lũy tạo nền ở đây Theo quan điểm hùng và đẹp Ở ở vùng khoảng 50.5 đến 51.2 Các anh chị mua đi đó chúng ta khi chỉnh về đây thì chúng ta tập trung chúng ta mua và mục tiêu quan điểm mục tiêu giá mục tiêu chúng ta vẫn tiếp tục ngắm lại vùng cảnh kỹ thuật ở đây là 54.7 Bách được vùng này thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 58 và hiện tại thì cũng đang ủng hộ gọi là tư duy cái kịch bản nó sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 58 CZL thì con pen này thì chúng ta phải đánh từ từ thôi không có gì phải vội cả ở đây tuần trước đã có một cái vùng 77.2 tuần này thì tiếp tục ở có vùng 7.5 và nó sẽ tích lũy thêm Nói chung là con này thì phải đánh dài trường kỳ ở nhóm mạnh thứ ba phân tích của anh chị đó nhóm mạnh thủy sản gồm mã cổ phiếu ASM thì đối với ASM đây cản kỹ thuật là 12 12 và tuần trước thì nó đạt 11.95 trên 12 tức là cũng gần như suy soát đến cái vùng target mục tiêu và sau đó bắt bắt đầu chỉnh cung tuần này nó chỉnh cung đẹp ở 11.2 đến 11.35 như vậy là đẹp và bắt đầu có sự phục hồi nhẹ à, Tuy nhiên cái lực cầu ở đây nó đang yếu nên là tuần tới thì chúng ta sẽ phải chờ thêm cái lực cầu nó mạnh mẽ hơn một tí à, xu hướng thì khả năng sẽ phục phục hồi lại quanh vùng 11.8 đến khoảng vùng 12 sẽ đánh giá tiếp cổ phiếu IDI, <laughs> IDI ở đây có cản kỹ thuật 14.4 tuần này tiếp tục công 14.4, 14.5 nhưng mà điểm công không thành và nó có ba cây chỉnh cung, ba cây chỉnh cung này thì về cơ bản cũng khá là đẹp bởi vì sao? Bởi vì nó có hỗ trợ 13.3, 13.5 ở đây thì cơ bản là vẫn giữ được, đó vẫn giữ được và có hai cái nến phục hồi, uh, xu hướng phục hồi trong ngắn hạn thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại tuần tới lại tiếp tục ngắm lại cái vùng 14.4 đến vùng 14.5 này để chúng ta đánh giá cái khả năng break cản ở đây. cổ phiếu CMX, em à, CMX này thì uh, có nói với các anh chị rồi, đó là trên tuần, các anh chị nhé, trên tuần và hiện tại thì nó đang hình thành được những cái đường răng cưa ở đường răng cưa khá là tốt. Trong tuần vừa qua thì vùng 10.2 tiếp tục trở thành vùng hỗ trợ khá là tốt ở đây, nó test lại vùng 10.2 và đang có xu hướng bật lên ở khoảng quanh vùng 10.7. À, cái target mục tiêu ở trong ngắn hạn thì vùng 11 đến vùng 11.3, 11.5 nó phải bứt được cái cản này thì khi đó uh, CMX sẽ có những cái vùng đánh rất là hay. Ở cổ phiếu ANV ANV cũng ở đây chúng ta có một cái cản kỹ thuật là vùng 39 tức là nôm na gọi là target kỹ thuật của nó là quanh vùng 39 thì ở trong tuần trước là nó đạt được 38.8 tức là còn 0.2 nữa là nó hoàn thành cái target mục tiêu và bắt đầu có ba cái nến chỉnh ba cái nến chỉnh này cũng cực đẹp và bây giờ nó đã quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 35.5 đến vùng 36 vùng đã khuyến nghị các cái tài khoản trong team của ông Lê là ai đang cầm thì chủ động mà mua mà trao lại Uh, về xu hướng kỹ thuật thì kỳ vọng tiếp tục là đánh lại gì vùng cản kỹ thuật ở 39 và tại cái vùng này thì chúng ta sẽ phân tích cái khả năng break cản của cổ phiếu này uh, VHC uh, VHC thì các anh chị có thể nhìn lại đây tức là VHC thì cũng đã có những cái điểm khuyến nghị mua từ rất là sớm luôn các anh chị từ đâu đó nếu không nhầm thì khoảng vùng 58.5 đến khoảng vùng 59.3 và nó lần lượt hoàn thành các cái vùng target mục tiêu đó 66 rồi sau đó vùng target mục tiêu 72 sau đó target mục tiêu 76, tức là cái câu chuyện ở đây là gì? À, chúng ta đã có một cái target kỹ thuật cực đẹp. Và hiện tại thì cổ phiếu cũng đang có cái sự à, phân phối, rồi sự tích lũy. À, những ai chốt thì sẽ chốt, những ai không chốt thì sẽ cầm tiếp. Và cái điều quan trọng ở đây là trong tuần vừa qua thì cái vùng hỗ trợ 73 nó giữ khá là tốt. đó Đồng thời thì nó cũng có những cái thời điểm nó công lên vùng 76 cộng, rất là đẹp thì với cái cách đi như này thì VHC tuần tới khả năng về mặt xu hướng kỹ thuật thì muốn tiếp tục ngắm uh, muốn tiếp tục ngắm lên ở đây là cái target kỹ thuật của nó là khoảng quanh vùng 78 đến khoảng vùng 80 uh, và lên được cái vùng này và và và, và đánh cản ở vùng này như thế nào thì chúng ta sẽ phân tiếp uh, phân tích tiếp cái xu hướng anh chị nhé tiếp theo thì uh, phân tích danh mục dệt may gồm mã cổ phiếu TNG với TNG thì cũng đã có khuyến nghị rồi Đó là chúng ta với TNG chúng ta đánh dài Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là một cái nhịp Một cái trend tăng của TNG Và cái vùng thu gom đó, Của TNG sau chia đó, Ở vùng 3.4 đến vùng 14 Đây là vùng này từ đây chúng ta bắt, đầu phân tích Một cái cái xu hướng của cổ phiếu TNG Và đến thời điểm tại thì TNG vẫn đang là gì ạ Các anh chị đây đây vẫn đang là một cái uptrend Đó tại cái thời điểm mà chúng ta phân tích khuyến nghị và đây, ví dụ tìm một cái từ khóa thôi để các anh chị nắm được Cái câu chuyện ở đây đó là gì Đó, từ tận 17 tháng 2 19, 19 tháng 2 Đó, ví dụ 9 tháng 2 9 tháng 2, đây có phải mùng 9 không Đó, mùng 2, mùng 7, đây, từ tận mùng 9 tháng 2 Tận mùng 9 tháng 2 thì cái đó có phân tích TNG ở đây ở Các vùng gom ở 14.5 này 14.5, quanh 14.5 thì nó còn chia cổ tức đi các anh chị nó còn chia cổ tức đi rồi nó còn chia tách từ cái thời điểm đó và từ cái thời điểm đó đến bây giờ thì nó bắt đầu nó vẫn tiếp tục và chúng ta vẫn tiếp tục một cái hành trình và các anh chị nhìn thấy cái mật độ cập nhật về mã cổ phiếu TNG đấy mùng 5 tháng 7 27 tháng 6 2 tháng 6 tức là chúng ta liên tục theo dõi cái xu hướng để chúng ta nắm được à như vậy xu hướng nó còn đi tiếp hay không nó xấu hay không hay nó uh, như thế nó hết sóng chưa đó và đến thời điểm hiện tại nó vẫn tiếp tục cập nhật TNG và TNG vẫn chưa hết sóng vẫn chưa hết sóng đó và tuần này thì TNG tiếp tục uh, gia tăng thêm được với target kỹ thuật 21 Ok và những cây nến doji sắp như thế này là cực đẹp Tuần tới nếu có chỉnh thì khoảng quanh vùng 20-20.5 năm uh, Tiếp tục đè vùng 21 và target kỹ thuật hướng lên vùng cản 22 TNG vẫn đang rất là ok VGT các anh chị thu gom thêm nhá Cân mạnh thêm Cân thêm, cân ngay lập tức cân thêm Và hiện tại đây ví dụ VGT từ cái thời điểm đó cũng như vậy Từ ngày th tháng 2 đó, từ tháng 2 đây này, tháng 1 tháng 2 gì thế này đấy là đâu đó VGT đang ở những cái vùng rất thấp ở vùng 10 thôi à, chia tách nữa đó và đến tại thời điểm hiện tại đây chúng ta đang ngắm ở vùng có trợ kỹ thuật 13 và đang ngắm lên target 14.5 trong tuần thì nó đã đi lên được 14 cộng rồi và nó cũng có một cái điểm tả kỹ thuật ở 13.5 cực đẹp các anh chị thu gom thêm quanh 13.5 Ờ, à, tất kỹ thuật là 14.5 và bách cản 14.5 thì chúng ta ngắm lên vùng cao hơn 16 GIL thì Ừ, chú ý đó là à, ông đã có phân tích một cái xu hướng đó là xu hướng về mặt trung, trung và dài hạn Và tuần này thì GIL tiếp tục đạt được cái vùng cản à, kỹ thuật tiếp theo đó là vùng 32 Đây này ví dụ uh, GIL nhé GIL nó có hết đấy anh chị uh, Nó như là một đấy mùng 5 tháng 7 nhé Mùng 5 tháng 7 GIL đánh trên tuần này Khá tốt này Ngắm uh, ngắm cản 28.5 sau đó cản 30 bay được 30 cộng thì dự kiến là sẽ đánh sóng dài và hiện tại đến thời điểm tại thì nó đã bay 30 cộng rồi Và nó đang test tích lũy ở trên vùng 30 Tương đối là đẹp và tích cực đó Và trên trạc cái thuật tuần thì cũng có ở uh, mô phỏng đấy các anh chị sau khi mà nó test tích lũy thành công ở khoảng vùng 25.9 là có cho những vùng 26 đi khoảng quanh vùng 26 đó khoảng vùng 26 đến vùng 27 thì chúng ta sẽ ngắm những cái target rất là dài có thể là lên 40 hoặc thậm chí 50 và thậm chí là cao cao hơn nữa thì để mà nó đi được một cái cái chen dài như vậy thì các anh chị em cũng cũng phần nó phải qua như rất nhiều thời gian nếu phải một phát là nó ăn được lên thẳng đứng như vậy đâu nó phải tích lũy rồi nó chỉnh rồi nó tích lũy nó chỉnh và cái cái cách để chúng ta bám sát được cái xu hướng là điều rất là quan trọng ví dụ như nhịp này ví dụ thuận nó sẽ kéo lên khoảng vùng 34 35 đó, à, sau đó nó sẽ chỉnh một nhịp vòng sẽ tìm cái điểm cân bằng đó à, cái điểm cân bằng đó thì chúng ta lại tiếp tục thu gom để ngắm những cái target kỹ thuật cao hơn đó là cách đi của trend kỹ thuật tuần vòng phân tích những cái phân tích đó thì phân tích cực kỳ sát luôn và chỉ cho anh chị từng từng vị trí một, từng cái điểm một. Và chúng ta chỉ cần làm theo thôi. Uh, tiếp theo thì chúng ta phân tích nhóm ngành Viettel, ta xem VGI xem nào, tuần này như thế nào. <laughs> VGI vẫn đang test tích lũy tương đối là đẹp, đó, vùng 25.5. Như vậy là hiện tại thì cái cái điểm tích lũy ở vùng 25.5 ở trong tuần vẫn vẫn rất là tốt đúng không? Ờ uh, đánh Đấy, tuần này tiếp tục có điểm 27 này, tức là lại cái vùng cao chưa lên được vùng 27.5 nhưng mà nhìn về nhìn về cái cách đi, nhìn về cách tích lũy thì khả năng cao lùng vẫn tiếp tục đánh giá rằng là cổ phiếu này sẽ sớm sớm break vùng 27.5 và sơ sơ ít nhất cái nhịp này nếu mà để mà đẹp, mà để mà đúng đúng đẹp đủ thì nó phải đánh về khoảng quanh vùng 30 rồi nó mới đạp nó mới chỉnh cung À, cổ phiếu CTR đó à, CTR đây đúng các anh chị đúng vùng cản 76 đây đó 76 này cây nến này đúng 76 và đạp và đồng thời có vùng 73.4 như vậy trong cái giai đoạn vừa qua cái câu chuyện là lướt tế không tức là trong cái danh mục của chúng ta có cổ phiếu và chúng ta cứ tận dụng những cái vùng hỗ trợ thì các anh chị gom vào những cái vùng kháng cự chúng ta bán ra và chúng ta tối ưu như vậy thì nó sẽ rất là an toàn đó bởi vì là thị trường ở vùng kháng cự mạnh nữa VTP thì như là quá là đẹp rồi đó VTP đây các anh chị đấy các anh chị cân thêm vùng 42 quá đẹp rồi đóng cửa ở vùng 44.4 và cái xu hướng mục tiêu vùng đã có phân tích ở đây đó là vùng 46 46.5 năm. À, rất ok các anh chị nhìn này là đẹp rồi đấy và thậm chí là nhịp này thì VTP nó còn đánh 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 tươm hơn đấy chứ không phải lên đến cái target đấy đâu ờ, có thể là 50 đấy cản mạnh sẽ là 50 đó thì sau khi mà nó hoàn thành được tất nhiên hùng sẽ chưa xây lên đến 50 bởi vì lên đến cái vùng 4.5 này khả năng nó sẽ có gì ạ? nó có cái sự rung lắc à, rung lắc ở đây thì nó phải test tích lũy thành công thì khi đó chúng ta mới tính đến cái cản kỹ thuật 50 ở đây và đó là lý do vì sao mà các anh chị nhìn thấy là các cái dòng thời gian bản tin tuần của hùng nó là như một cái mạch nước ấy tuần này nó nối tiếp tuần kia à, cái target kỹ thuật này nó nối tiếp cái target kỹ thuật kia tín hiệu này nó nối tiếp cái tín hiệu kia và các anh chị nhìn thấy ở đây à, cái dòng thời gian để chúng ta theo dõi một cái cổ phiếu nó rất là dài. Và các anh chị những cái mã cổ phiếu vùng lọc ra để phân tích thì gần như là nó đi những cái trend rất là dài luôn, nó không không phải là một hai phiên đâu. Đó các anh chị cứ để ý mà xem. Đấy, các anh chị có thể lật lại xem VGI chúng ta phân tích từ vùng giá nào, rồi uh, CTR chúng ta phân tích từ dùng vùng giá nào và mới đây nhất là cổ phiếu VTP thì chúng ta phân tích từ vùng giá nào và hàng tuần thì các cái mã cổ phiếu của chúng ta đều đạt thêm được những cái uh, target mục tiêu rất là ok, đúng không ạ? Rồi, nhóm ngành Viettel khá là tốt. Uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì như có phân tích và định hướng với các anh chị em rồi. Nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp và đầu tư công. Uh, đó là hai cái nhóm ngành chủ lực và nó sẽ đi suốt, nó sẽ đi suốt cái chiều dài của năm 2023. Đó là định hướng từ quý 4 của năm 2022. Tại thời điểm đó thì uh, tất cả những nhóm ngành này nó chưa có tăng và đến bây giờ nó mới tăng mạnh. Đó. Thì nó đã đi qua được 6 tháng đầu năm Và hiện tại thì khả năng à, 6 tháng cuối năm sẽ là 6 tháng chạy nước rút Của cái nhóm anh này, này ok à, Thì cổ phiếu đầu tiên Đó là cổ phiếu KBC à, Tuần này thì KBC không có gì phải à, Quá tuyệt vời Chỉnh cung hỗ trợ đúng vùng 30.5 Các anh chị cân Và tuần này chính thức break cản 32 Khả năng tuần tới thì nó sẽ kéo lên vùng 33 Và sau đó nó sẽ chỉnh lại cung Test lại 32 mà không thủng tích lũy thành công Thì chúng ta tiếp tục nâng người ta cái kỹ thuật lên vùng 34-35 Cổ phiếu ITA là con em của con KBC và hiện tại thì ông cũng, cũng đang ngắm và cái target 1 lùng đã xây được lên vùng 6.3 và cái vùng chỉnh cung hiện tại lùng đang có dự báo ở vùng 5 đến vùng 5.2 và hiện tại thì vùng này nó cũng đang test tương đối là thành công nhìn chung thì lực cầu đang rất là thấp chính vậy nên là cái để mà cái 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 xu hướng của ita đánh mạnh là chưa có chúng ta cần phải lực cầu mạnh mẽ hơn và ít nhất là tuần tới thì ita phải, phải vượt lại vùng năm trong sáu thì chúng ta sẽ theo dõi thêm bởi vì con ita này là nó mang tính đầu cơ và nó không có cái tính cơ bản tính cơ bản của nó thì không được ok cho lắm và chúng ta phải 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 xem cái dòng tiền đầu cơ và khi nào cái dòng tiền đầu cơ nó đánh thì cái đó thì cổ phiếu nó mới bung được đúng không anh chị đây cổ phiếu cơ bản của anh chị đây SSZC mươi à, ăn 20% cổ tức ăn cho coi như bội hết cả thực đúng không ạ à, sau khi ăn cổ tức xong thì cổ phiếu này chính thức đạt target 35.8 và hiện tại thì nó đang nhô tiếp tục lên ở vùng 37 đến khoảng vùng 38 với lực cầu tương đối tốt lực cầu rất là tốt đấy các anh chị nhá đó đây là cổ phiếu cơ bản này thì đối với SSC chúng ta cũng đã có một cái hành trình phân tích rất là dài rồi dài lắm được các anh chị đó các anh chị có thể lật lại những cái bản tin tuần để chúng ta xem thử chúng ta phân tích từ bao nhiêu lâu rồi. Rất đẹp. Và target kỹ thuật ngắm tiếp theo là vùng 38. À, khả năng sau khi mà đạt cái target này thì cổ phiếu nó sẽ có cái sự rung lắc nhẹ chỉnh cung và căn cứ cái tín hiệu chỉnh cung này thì cũng sẽ phân tích thêm và năng đang mường tượng khả năng nhịp này thì SSC sẽ đánh lên khoảng vùng 42 cổ phiếu IDC dọa thiến không tăng là thiến đúng không thì tuần này nó cũng đã ghi nhận thêm được một cái điểm đánh lên vùng 46 tất nhiên là nó không giữ được ở cái vùng cao nhất lực cầu khá là tốt tín hiệu đường MACD tốt chính vậy nên là vẫn tiếp tục khuyến nghị anh chị em bốc thêm hàng đó và trong tuần cái điểm 43.43.6 đến 44 là cái điểm tích lũy cực kỳ đẹp anh chị có thể thu gom ở những cái điểm đó và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 47 48 đó là cái target mục tiêu cho IDC cổ phiếu VGC Vigracera à, khá đẹp trong tuần test tích lũy ở vùng 45 45.3 tiếp tục công cản ở đây là công cản 48 và ngắm lên vùng target mục tiêu 52 đấy là xu hướng cổ phiếu DTD à, sau một nhịp tăng rất là tốt và tuần trước thì nó tiếp tục hoàn thành cái target 37 tuần này nó chỉnh cung và các điểm chỉnh cũng đẹp vùng 34 không thủng nói chung là nó cứ lanh quanh 34 xong rồi nó lại nhồi lên thì cái cách đi như thế này thì theo cái cái quan điểm hùng thì khả năng nó vẫn còn tiếp tục kéo à, nó vẫn còn tiếp tục kéo và nó sẽ kéo lên đâu đó khoảng vùng 40 đến khoảng vùng 43 thì khi đó nó mới phân phối khả năng nó phân phối ở nhịp trên này đó chứ còn nhịp này thì vẫn còn vơ bèo vượt tép được đó thì ai đang cầm thì cứ thế mà chủ động mà, mà chinh chiến thôi đó. hỗ trợ đây ví dụ như các anh chị đặt ở đây đúng không 434 cân thì lên được 36 bán đi rồi đấy 2000 không cứ lướt 2000 nó lại hay à, hai mã cổ phiếu nó liên quan đến thằng sân bay Đồng Nai à, sân bay Long Thành Đồng Nai đó là mã cổ phiếu D2D D2D chia cổ tức ăn xong cổ tức rồi à, nó cũng đạt, đã đạt, thì những cái target rất là mạnh và đến thời điểm hiện tại thì nó đang suy yếu các anh chị đường mát cắm đầu đi xuống và đây là cái xu hướng mà nó đang chỉnh cung nên là D2D sẽ test lại vùng 30 điểm sâu hơn sẽ là vùng 29 tạm thời đánh giá ở hai điểm này tích lũy thành công thì cái đó mới mua À uh, tiếp theo thằng tip, thằng tip thì uh, đây. Thằng tip thì đang khá là ok, tuần này thì nó tiếp tục chỉ ở Công cản của nó đây, 25.23.5, một điểm công, hai điểm công, ba điểm công và đóng cửa vùng 23.55, tức là hoàn thành target mục tiêu. Đồng thời nó cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây khá là tốt này. À uh, vùng hỗ trợ khá là tốt ở đây vùng 21.722, 22.2, đây sẽ là những cái vùng đệm rất là quan trọng. Uh, nhìn về mặt xu hướng, uh, dòng tiền đánh tốt, dòng tiền nhịp này của thằng uh, thằng thằng tip cũng vào rất là ok rồi. Nên là chúng ta sẽ hướng lên những cái target mục tiêu nó cao hơn ở quanh vùng 25, 25.5. Còn đối với thằng tip nếu mà chúng ta nhìn ở trên một cái cái xu hướng về mặt trung và dài hạn thì uh, thằng tip cũng đang uh, đi vào một cái kênh xu hướng tăng. Và các anh chị nhìn thấy là lịch sử tạo lập của thằng tip ấy, nó đánh từ vùng 10 mà lên tận vùng 55. Nhân 5,5 lần lên các anh chị nhé. Cứ thế mà tiến hành thì cũng có thể nhịp này các anh chị cứ nhân nhân hùng đi đó nhân hùng đi nhân từ khoảng đây này nhân từ khoảng 19 mà nhân 5 lên còn nếu mà sơ sơ thì nhân 2 19 nhân 2 là 38 đấy đâu đó ta ghét ở trên trên, trên này một tí và chúng ta cứ từ từ đúng không tiếp đang ngon nhá à, Còn con CTI cũng khá là hay CTI thì tuần trước cũng có giới thiệu với các anh chị rồi đó cái điểm mà các anh chị có thể thu gom 16.3, 16, 16 ít nhất là đóng cửa 16.8 chưa bị lỗ. Ngắn hạn thì nó chỉ còn một cái cái tí tẹo 17 lần này nữa thôi. Bất qua vùng 17 chúng ta sẽ hướng 18 và vượt được cản 18 thì cái đó thì phía trước ở bầu trời cực kỳ đẹp luôn. Cũng có thể cân nhắc thêm mã cổ phiếu City đó. Nhóm anh bất động sản dân cư thì trong nhóm anh bất động sản dân cư thì cũng có lọc ra 6 mã cổ phiếu mà đây để sáu uh, mã cổ phiếu cực kỳ là cơ bản và có phân tích uh, ta sao không ra cả cho anh chị thì gồm uh, có là thằng seo uh, seo hdc hdg hdg hdc nam long kdh và đạt phương đấy là những cái gương mặt mà có tính cơ bản rất tốt và tính đạo lập rất tốt thì các anh chị có thể nghiên cứu thêm và những cái mã cổ phiếu này thì chỉ cập nhật ở trên nhóm thôi và tuần này thì cũng không có thời gian để phân tích đâu ai quan tâm mã cổ phiếu nào thì có thể inbox hoặc là comment ở dòng thời gian hoặc là tuần tới thì cũng sẽ làm bản tin các anh chị đón xem ở nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thép gồm mã cổ phiếu Hòa Phát thì đối với Hòa Phát tuần này chính thức Hòa Phát đạt target kỹ thuật 28 trên 28 và một cái điều đáng lưu ý đó là dòng tiền bắt đầu quay trở lại dòng tiền bắt đầu quay trở lại đánh nhóm thép như vậy đấy là một tín hiệu cực kỳ là tốt sau một cái giai đoạn mà nó suy giảm nó tích lũy đây thì dòng tiền nó bắt đầu quay trở lại quanh khoảng vùng 18 đến khoảng tầm 22 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là khá là tốt rồi uh, phiên này đã vượt vùng 28 cộng như vậy tuần tới thì biên test kỹ thuật nó sẽ test ở khoảng vùng 28 còn nếu mà nó rơ gọi là nó 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 gọi là lắc sâu sâu hơn một tí thì sẽ là khoảng 27.7 đến khoảng vùng 28 các anh chị nhé à, nó tích lũy thành công ở vùng này thì à, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy target kỹ thuật của nó lên khoảng vùng 29 8 29 7 đến khoảng vùng 30 cổ phiếu Nam Kim Nam Kim đấy như cũng có phân tích ở đây thì khi nó nhô lên thì bao giờ nó cũng sẽ quay lại nó test và cái vùng 19 đấy các anh chị nó test ở vùng 19 này rất đẹp cây nến Doji và phiên ngày hôm qua thì Hai cây nó test ở vùng 19 chứ không phải một cây đâu. Đó. Và cái đến cái tuần thì khá là ok rồi, sang tuần thì dòng tiền ví dụ đánh khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu trên một phiên là ok. Và chúng ta tiếp tục ngắm cái vùng cản kỹ thuật 20, có thể nó sẽ kéo lên khoảng vùng 20.5. Đó à, nó kéo lên khoảng vùng 20.5 rồi nhả nó nó sẽ nhả cung một một phát ở đây, sau đó thì nó lại tích lũy thành công thì khi đó chúng ta mới tính toán lên được người cái target kỹ thuật cao hơn. Cổ phiếu Hoa Sen <laughs> Đó hoa sen thì trong tuần uh, chúng ta có nói đến vùng 18 và khi kéo 18 thì bao giờ nó cũng như vậy nó sẽ có xu hướng trả cung, điểm trả thứ nhất là 17.5. Đây trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó tự trả về 17.5 luôn. Và đến phiên ngày thứ ba thì nó test lại cái điểm hỗ trợ tuần, tức là cái 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 gạch ngang này này vùng 17.2. Uh, đẹp ba cây suy soát 17.2. Cây kết tuần thì cực đẹp chứ không phải đẹp nữa bứt vùng 18 cộng tức là chính thức hoàn thành target 18 trên 18. cả năm tuần tới thì kéo lên vùng 18.5 và chỉnh cung lại quanh 18 uh, tích lũy thành công ổn định thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng cản 19.19.5. Uh, Vgs trong tuần vừa qua thì kéo nó không được uh, tốt lắm uh, tuy nhiên ở đây chúng ta cũng có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 18.18.7 ở đây khá là tốt và mục tiêu không có gì thay đổi 20 đến vùng 20.5. Uh, hai mã cổ phiếu penny của nhóm ngành này gồm mã cổ phiếu tvm thì đối với hai nhóm ngành này thì như cũng có phân tích rồi là chúng ta sẽ phải ngắm của nó trên chạc kỹ thuật tuần và khi ngắm trên chạc kỹ thuật tuần đó, thì chúng ta đánh nó thanh thoát lắm chúng ta sẽ tránh được những cái diện những cái biến động trong ngắn hạn hoặc là những cái biến động trong ngắn hạn đó sẽ là những cái cơ hội để có cho anh chị thu gom thì như vậy là hiện tại là TVN nó nâng từ 6 lên 8 thì thì, thì nó đánh cái chỗ này nó hơi dốc các anh chị này Nên là nó sẽ cần thời gian để À ông nào mà chốt thì chốt đi Ông nào tích lũy tích lũy tiếp Ông nào mua thêm thì mua thêm tiếp Và ở đây thì cái vùng 7.4, 7.5 Ở tuần này đang tích lũy tương đối là đẹp Và chúng ta lại chờ đợi thêm à, Chỉ cần uh, vào một cái ngày đẹp trời Và nó xuất hiện một cái cây nến xanh như này thôi Đấy sẽ là một cái bước đi tiếp theo Để chúng ta tiếp tục uh, uh, Một cái hành trình mới uh, Để đưa cái tác giác kỹ thuật lên vùng 9 của TVN TLH cũng như vậy, TLH thì cũng cứ bình tĩnh, tung tác từ từ. Đấy, TLH hiện tại đây đang là một áp và cái đoạn này nó đang là đạm tích lũy các anh chị này. Đó, đoạn từ 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 7.5 này này lên đến vùng 8.5 nó đang tích lũy này và đây đang, đang nhún nhún này. Đó, tuần tới mà nó nhún về 8.35 canh mà mua nhá. Đó, và cái quan điểm kỹ thuật là gì ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này đó sẽ là những cái điểm mà à, gọi là gia tăng thêm vị thế rất là tốt để chúng ta ngắm một cái xu hướng dài. Đấy, em này cản tiếp theo là vùng 10 Còn khi nào mà nó bay được cái vùng 10 thì đấy sẽ là một cái target cực kỳ tuyệt vời sau đó Chúng ta cứ bình tĩnh nha Không phải vội vàng gì cả <laughs> Rồi, nhóm thép rất là ổn, không có vấn đề gì à, Tiếp theo đến nhóm ngành Vật liệu đầu tư công Thì các anh chị biết rồi ở hiện tại là cái GDP năm nay của Việt Nam rất là kém các anh chị xuất khẩu không xuất khẩu được đơn hàng có đâu thất nghiệp hết rồi nhà máy khu công nghiệp đóng cửa cắt giảm nhân sự các anh chị thấy có cái thằng nào làm ăn được đâu đấy một cái năm năm nay bắt đầu nó mới ngấm đòn nó mới khó khăn này nhưng mà vì sao lại chứng khoán nó lại tăng à, lãi lạ suất nó giảm này rồi có khi là các ông thất nghiệp về các ông chả biết làm gì các ông lại mang tiền vào đầu tư chứng khoán nó khác gì cái đoạn bị bị phong tỏa đâu đấy bây giờ không có việc gì làm cả Uh, thất nghiệp rồi uh, gom góp bao năm được khoảng tầm mấy trăm triệu nghe thằng bên cạnh nó xui bảo mày ơi chứng khoán đánh hay lắm năm năm trăm triệu mày có cái thả vào đấy một năm mày có năm tỷ thế là hùng hục hùng hục vào xong đấy là bắt đầu phun mặc tin xong rồi nó xúi cho mẹ mua mua bán bán mua mua bán 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 mua mua túm tùm lụm xong đấy là lại lại mất rồi lại lại cái vòng luồn quẩn các anh chị nó không có kiến thức là nó nó sẽ là đi theo cái vòng luồn quẩn như vậy đó Uh, và cái giai đoạn hiện tại thì uh, thống kê cho thấy là dòng tiền đã quay trở lại thị trường chứng khoán uh, rất là nhiều, rất là nhiều thì hùng cũng không rõ, tức là một là lãi suất ngân hàng giảm này. Uh, cái thứ hai nữa là có thể là có một cái số dòng tiền ở trong dân bây giờ người ta cũng chả biết làm gì thì người ta sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán để người ta đầu tư. Đó. Uh, và cái đầu tư công sẽ là một cái mũi nhọn để giúp cho GDP của Việt Nam có cái sự cân bằng sau khi kết thúc năm bởi vì GV mà thấp ấy, thì nhà đầu tư nước ngoài người ta sợ lắm các anh chị nó sợ lắm và người ta sợ như vậy người ta không rót tiền vào không không rót tiền vào chết cha rồi nó nó không tự không đầu tư vào các khu công nghiệp rồi nó cắt giảm nhân công việc tại Việt Nam thì như vậy là người công nhân ở Việt Nam không có tiền không có công việc thì như vậy là chết rồi nó kéo theo một cái hệ lụy về xã hội cực kỳ là phức tạp và cực kỳ là đau đầu nên là cái việc đầu tư công và và hùng thấy rằng là ở các cái tuyến đường cao tốc bây giờ nó thi công ngày đêm luôn, ở mầm luôn, làm cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, tuyến cao tốc là hôm vừa rồi về là đã xuyên qua thành phố Thanh Hóa rồi. Đấy, họ đang làm ngày đêm luôn. Các anh chị bật Google Map lên là nhìn thấy ngay. Đấy, họ làm rất là, là 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 nhanh và đặc biệt sắp tới là cái sân bay Long Thành. Đó thì đấy sẽ là những yếu tố mà nó sẽ thúc đẩy cái nhóm đầu tư công. Chính vậy nên là ngay từ quý 4 của năm 2022 thì cũng đã định hướng là các anh chị cứ đầu tư công mà chém. Đấy. Thì đối với KSB quá đẹp luôn đúng không anh chị. Đấy, ông phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 30.8 cực đẹp luôn. Đấy. Bắt ở vùng này thì có phải là bắt đúng đáy không ạ? Bắt đúng hỗ trợ luôn, bắt đúng đáy luôn. Đóng cửa tuần ở vùng 32.2 rất đẹp. Và cảng cái thuật ở đây là vùng 32.5, khả năng tuần tới sẽ công 32.5 đến vùng 33 sau đó chỉnh cung nhẹ nhàng một phát ở đây. căn cứ cái tín hiệu chỉnh cung thì chúng sẽ tiếp tục nâng cái target kỹ thuật lên, có thể nâng lên vùng 34 35 hay không thì chờ thêm ở cổ phiếu PLC, PLC thì chưa được đẹp như KSB đó, Nhưng mà ở trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng cảnh kỹ thuật là 40 Và gần như cái target kỹ thuật này thì gần như là các anh chị mà Theo những cái phân tích của Hùng thì gần như các anh chị cũng đã chốt được những cái vùng target cực đẹp ở quanh 40 Đồng thời chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 37.3 Như vậy hiện tại thì tuần này thì nó cũng sát 37.3 và nó đang có cái sự nâng lên một tí Như vậy ít nhất là mua sát cái hỗ trợ này thì chúng ta cũng đang có lãi nhẹ và với cái xu hướng thị trường khá là tốt khả năng tuần tới sẽ có ở khoảng quanh vùng 39 chấm năm đến khoảng vùng 40 đấy là cái vùng target kỳ vọng đúng không BCC thì trong tuần vừa qua nhìn chung là nó cũng không không có cái gì không 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 có được cái cái đường đi tốt nhất các anh chị không được đường đi tốt nhất và trong ngắn hạn thì nó cũng đang có một cái vùng cản kỹ thuật ở đây cản kỹ thuật ở đây là vùng 15 vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 15 và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây trong tuần thì nó nháy về hỗ trợ này 3.5 13 13.7 uh có sự phục hồi nhẹ khả năng thì tuần tới thì nó lại tiếp tục ngắm lại cái vùng cản ở đây thôi 14 7 15 anh chị cứ trong cái điểm ngắn ngắn đấy lựa mà lựa mà đánh rồi ở nhóm đầu tư công thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, những cái mã cổ phiếu chiến lược đó là mã cổ phiếu VCG thì đối với VCG hiện tại là nó là một trong những cái thằng tay to uh, thi công rất nhiều gói thầu tại sân bay Long Thành À, đấy là một những trong những cái tín hiệu kỹ thuật à, à, một trong những yếu tố về cơ bản có thể thúc đẩy cái sự tăng trưởng của VCG ở, ở 6 tháng cuối năm, những cái bút toán lợi nhuận trong quý 3 và quý 4. Đó. Và chính vì điều này nên nó nó cũng thể hiện là VCG chia cổ tức xong thì nó hoàn thành vùng target mục tiêu 22, tuần này nó hoàn thành vùng giá mục tiêu 23 và đang hướng lên vùng gần cái tuần 24. À, xu hướng hiện tại tốt các anh chị nắm thêm. À, cổ phiếu fcn cũng à, đang rất là ổn định đúng không ạ? về cơ bản là ổn định ờ, đây vùng cảng kỹ thuật là 16.5 đến vùng 17 thì trong tuần này thì nó tiếp tục đánh vượt thoát vùng cản và quay lại test cảng à, test lại vùng 16.5 và long lại mục tiêu thì không có gì thay đổi cả hướng ta kỹ thuật 18 cổ phiếu CNCO4 cũng có khá nhiều công việc tại sân bay Long Thành và đến thời điểm hiện tại thì CNCO4 thì vẫn không có thay đổi mục tiêu là tiếp tục đánh lên cản kỹ thuật 15 Và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở đây này Là khoảng vùng 13, 13-9 này 13-9 đến khoảng uh, Vùng 14 mấy đây này 14, uh, 14, 14.1 Đó 13-9 đến 14.1 là vùng hỗ trợ kỹ thuật Thì uh, các anh chị có thể uh, Đang cầm chúng ta thu gom thêm Và mục tiêu thì đánh lên vùng 15 Và sau đó sẽ ngắm vùng 16 uh, G36 à G36 Hình như con G36 này lâu lâu không để ý nhỉ trong tuần thì G36 đánh đúng vùng cản 11.11.3 và thụt đầu lại Và đồng thời thì nó có hỗ trợ 9.75 đến vùng 10 Thì cái hỗ trợ 9.75 đến vùng 10 này nó rất là, là một, một, một trong những hỗ trợ rất là quan trọng Để giúp cho uh, Cổ phiếu của chúng ta tiếp tục một cái hành trình và mục tiêu thì cũng vẫn ngắn như vậy thôi cản 11.11.3 À, các anh chị có đề xuất thêm lồng phân tích thêm mã cổ phiếu HHV thì uh, HHV cũng là một trong những cái mã trong cái nhóm ngành đầu tư công và hiện tại thì cái xu hướng nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật thì nó vẫn đang là một cái uptrend. Uh, trong tuần vừa qua nó có chỉnh cung, uh, vì đơn giản ở đây là cái vùng cản kỹ thuật của nó cũng đang ngắm đến ở vùng 16.5 và điểm chỉnh cung này thì cũng khá là đẹp. Tích lại lũy lại quanh vùng 15 thì khả năng uh, tuần tới từ đây thôi thì nó lại có xu hướng là đẩy lại vùng 16.5 và ngắn hạn thì cản 16.5 đang là cản kỹ thuật của cổ phiếu HV trong ngắn hạn các anh chị lưu ý. Rồi uh, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phân tích nhóm ngành dầu khí. Uh, Những anh chị em cũng biết rồi nhóm ngành dầu khí thì như ờ uh, đang có cái sự phục hồi khá là tốt. Cái sự phục hồi này nó liên quan đến cái câu chuyện là Ả Rập Saudi đã cắt giảm 500 thùng dầu một tuần uh, trên một ngày ở trong tuần trước đó nên là chính vì vậy giá dầu từ 68 đã bật tăng lên khoảng vùng 78. Nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật thì khả năng sẽ đẩy lại ở khoảng quanh vùng 80 đến khoảng quanh vùng 82. Đấy là những cái yếu tố uh, kỹ thuật nó sẽ tác động tích cực lên nhóm ngành dầu khí. Thì đối với nhóm ngành này thì cũng có phân tích những cái mã cổ phiếu như sau. Thứ nhất là đối với PLX. Thì PLX sau khi mà đạt được cái tác kỹ thuật 42 thì quan điểm của Hùng kỹ thuật là nó sẽ chỉnh cung và những cái điểm chỉnh ấy tuần này nó đây là một cái điểm rung rũ cực kỳ đẹp luôn. Và cái nến của ngày hôm nay là cái nến nó đã lấp lại được cái thân nến trước đó Tức là nó rũ qua vùng 40 và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 40 này Có thể trong cái quan điểm Hùng, Hùng có chia sẻ với các anh chị ấy, là cái điểm 39 đến khoảng vùng 39.5 có thể rũ về 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 sâu ở điểm này và đây sẽ là những cái vùng gì chúng ta bắt răng lưới ra mà bắt chứ không phải là bán đi các anh chị đây những cái vùng này thì đừng có dại mà đu vào nhưng khi mà nó chỉnh về đến cái vùng này thì răng lưới ra mà bắt đấy là quan điểm của hùng cái tư duy của hùng nó sẽ khác với rất nhiều anh chị em đó rất, rất rất nhiều các anh chị. Đó là mẫu chốt vì sao mùng luôn chọn được những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật để cho uh, các cái tài khoản trong team của ông Lê có thể cân. Và uh, đến thời điểm hiện tại thì PLX uh, đang có những cái điểm test kỹ thuật uh, quanh vùng 39 40 và nó bật lên thì cái điểm bật này khá là tốt này. Tuần tới thì có thể là nó sẽ test trả lại một nhịp nữa ở quanh vùng 40 và sau đó thì nó sẽ tiếp tục hướng cái vùng cảng kỹ thuật ở đây, ở uh, hướng lại vùng 41 42 ở trên trạc kỹ thuật tuần nữa thì cũng đang có mường tượng thôi tức là cái này thì chúng ta cũng phải từ từ để chúng ta xem xét tiếp nhưng ở đây thì cũng đang có cảm giác là tạo lập họ đang muốn đánh PLX lên khoảng quanh vùng 50 hay chị nhá đang muốn đánh lên khoảng quanh vùng 50 như vậy thì chúng ta ở phía trước chúng ta vẫn đang còn một cái target dư địa khoảng tầm 25 phần trăm ở những cái điểm mua ở quanh 40 đó còn chưa nói đến những cái điểm mà quanh vùng 37 khi mà có phân tích ở dưới này đó thậm chí là những anh chị em có những điểm 37 dưới này thì cực kỳ đẹp và những cái điểm quanh vùng 39 40 này nữa thì chúng ta sẽ gộp lại để có thể ngắm lên những cái tác kỹ thuật ở trên cao như vậy tất nhiên để lên được vùng 50 không phải là một phát nó lên đâu đó nó phải qua thời gian và qua những cái sự phân tích đó <laughs> À, đối với PVS ở trong thời điểm hiện tại thì mình cũng không có ngắm nhiều cái dư điện ở đâu, ở khoảng quanh vùng 35 là vùng ngạn kỹ thuật, vùng hỗ trợ ở đây ở khoảng quanh vùng 32.3. ở à, cái cách đi của PVS thì có thể nó sẽ kéo lên vùng 3637 các anh chị, có thể nó sẽ vẫn còn lên được cái vùng 3637 và 8 ở đây. Tức là nó còn còn cố uh, cố một 1000 nữa rồi sau đó thì nó mới phân phối. Đó thì uh, nói chung là anh chị em đang có thì uh, chúng ta lượn lờ thôi. Kể cả cổ phiếu PVD cũng như vậy. À, chúng ta lượn lờ thôi ở đây thì PVD có cản kỹ thuật ở vùng 26 đồng thời ở đây PVD có hỗ trợ 24.3 24.5 tức là sát 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 hỗ trợ này thích thì các anh chị thu gom một ít và lên hồi cổ phiếu hồi T cộng T3 à, mà hồi lên được khoảng quanh vùng 25.5 25.7 26 thì như vậy các anh chị bán cái 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 điểm mua thêm đấy đi rồi chúng ta cứ trao đi trao lại như vậy cũng ăn phết đấy có những cái cổ phiếu ăn phết ấy. ví dụ như con gách này Ừ, đấy anh chị gách này đấy anh chị nhá đây vùng hỗ trợ này 17 8 18 2 hỗ trợ này và điểm cản kỹ thuật của nó là vùng 21 này ít nhất làm 2 2 2 nhịp Đó, nhịp này ăn ngon là nhịp này ngon này Đó, nhịp này phiên nay còn 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 lên tận đấy nữa rồi nói hoặc là con PC1 ấy, nhóm điện ấy, nhóm điện hai tuần này cũng không có phân tích đấy PC1 đẹp như này không à đấy, PC1 tuần này đạt luôn vùng 28 6 luôn thậm chí là vùng 29 đó thì chúng ta chỉ cần là gì chúng ta chỉ cần nắm được cái hỗ trợ này các anh chị này đó hỗ trợ này ta cần này và lên đến đó, nhịp này thì biết đâu những cái tài khoản nhiều tài khoản lên đến cái vùng đây này vùng 30 31 bắt đầu hùng hục mua thì nó lại xả cho phát lại chết lại chết cam đoan với anh chị luôn cái vòng luồn quẩn đó mà đó còn tại sao cái vùng 26 26.5 này chúng ta không mua chúng ta phải lên lên đến tận trên này chúng ta mua đấy là tư duy các anh chị nhá các anh chị tự trả lời rồi BSR <laughs> tích lũy khá đẹp vùng 10 đây là cái gì nè 17 8 đến vùng 18 tích lũy khá đẹp tuần tới thì khả năng lại hướng lại đây thôi 18.5 18.8 khỏe khỏe hơn thì lên vùng 19 đó oi chỉnh cung và tuần này thì oi cũng đã chỉnh về vùng 10.6 10.8 đây là vùng chỉnh cung mục tiêu cái uh, nó cứ uh, rút đây rồi nó lên thì các anh chị cũng nhìn thấy ở trong cái giai đoạn này này, oi nó cứ cứ chạm với vùng hỗ trợ 10 10.2 là nó lại rút lên thì ở đây cũng như vậy thôi, khả năng như vậy thì đấy là những cái vùng mà uh, chúng ta đã tìm được những vùng cân bằng. Thì khi mà chúng ta tìm được cái vùng cân bằng rồi thì các anh chị cứ mua, uh, các anh chị đặt ở vùng 10. 6 mua 10.7 mua 10.8 mua, đấy ví dụ như vậy thì chúng ta đã có những cái giá vốn cực kỳ tốt. Đối với nhóm banh thì các anh chị lưu ý giúp hùng này là chúng ta đang có ba cái mã cổ phiếu SHB sinh sau đẻ muộn và tuần này thì chính thức là SHB đạt target 15 trên 15 à 14.5 trên 14.5 và còn đi tiếp được nữa hay không thì theo quan điểm của hùng là còn đi tiếp còn đi tiếp các anh chị nhìn cách đi như này là SHB còn đi tiếp và đánh nhịp này thì SHB nó đã đánh rất trâu rất trâu dòng tiền như thế này là đi tiếp thứ hai là cổ phiếu TPBank TPBank thì phân tích uh, rất là dài rồi ăn cổ tức cũng tí tá rồi và tuần này tiếp tục đẩy lại vùng 20 à, 19 đến 19 và đồng thời thì cái giai đoạn nó tích lũy ở vùng 18 cũng có phân tích rất là dài rồi các anh chị có thể ở hỗ trợ chúng ta cân canh mà gom và kháng cự thì canh mà bán và nhịp này nhịp này các anh chị nhá TP nó đánh như này là tươm tươm rồi đấy nhá và khả năng là dốc tiếp đấy đấy cái cách đi của nó là như vậy và khả năng sẽ vướng hướng đến vùng cả tiếp theo là vùng 21 các anh chị cứ cứ từ từ mà cảm nhận đó, từ từ mà sung sướng cổ phiếu VIB VIB cũng như vậy VIB thì tuần này bắt đầu hướng lên cái vùng target mục tiêu đây là vùng 21 21 xong đó thì nó sẽ tiến đến cái vùng cản kỹ thuật là 21.5 thì tạm thời cũng đang ngắm như vậy thôi đó thì ba cái mã cổ phiếu này là ba cái mã cổ phiếu sinh sau đẻ muộn các anh chị sinh sau đẻ muộn nên là chúng ta sẽ còn những cái dữ địa ở đằng sau thế còn những cái mã cổ phiếu ví dụ như công thương ví dụ về công banh ví dụ như bit chẳng hạn đây ví dụ bit chẳng hạn thì uh, biết chúng ta phân tích từ uh, tháng 10 cơ mà, 13 tháng 10 năm 22 Và nó hoàn thành được cái map target ở 48 Và ở giai đoạn hiện tại thì nó cũng đang có gì ông cũng chưa hiểu cái động thái ở đây Ví dụ nó lại tiếp tục đánh lại vùng 48 và nó lại tích lũy này Đó, Tích lũy lại vùng 46 trong năm Thì cái sự tích lũy này là để Để vượt 48 hay là như thế nào nhỉ Thì cũng chưa hiểu về mặt ý đồ đó cũng có thể là như thế này đây là cái cách đi của tạo lập đấy cũng có thể là coi như đánh vượt đỉnh của thời gian công thương xem nào nếu mà đánh như thế này thì index của chúng ta sẽ lên kinh khủng lắm công thương thì hiện tại vẫn đang gặp cản 30 cản 33 30 30 33 31 ở đây nhưng mà cái thằng công thương này cũng 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 nhìn thấy cái kiểu đi như thế này là cũng ấm mờ lắm không chừng là lại lại vút đấy. đấy bởi vì là Ờ, nó tích lũy này các anh chị để ý này đó là tích lũy thứ nhất là đầu tiên là cái cái thằng 27.5 28 này nó không thủng này sau đó tiếp tục là trong tuần vừa qua nó lại 28.8 đến khoảng vùng 29 nó lại không thủng này ờ, rồi là sau đó thì nó lại kéo lên khoảng vùng 32 xong đấy nó lại lượn một phát nữa như thế này nó lượn xuống một phát nữa không thủng như thế này là, là 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 bung đấy đó thì thì cũng có thể là như vậy tức là ý tưởng của nhóm banh bây giờ cũng đang rất là khó hiểu và có thể banh sẽ còn một nhịp kéo nữa và nếu như mình nhịp kéo này thì thì đây của chúng ta còn đi rất là xa Vibank này xem nào thằng Vibank cũng đang tiền tốt lắm Vibank này Vibank cũng đang tốt này tốt tiền này liên tục đánh khá là tốt này và tuần tới thì khả năng nó sẽ công cản vùng 21.5 đến vùng 22 là đương nhiên rồi và sau khi công cái vùng này xong á, thì nó sẽ test tích lũy lại này và có thể Vibank sẽ uh, tiếp tục đánh lên khoảng quanh vùng 26 này uh, Techcombank này. Techcom cũng đang đấy Techcom nó cũng đang tích lũy khá là tốt và hiện tại thì nó cũng đang hình thành một cái sóng tăng và sóng tăng này nhìn cảm giác là vẫn vẫn còn mộng mơ đấy, vẫn còn mộng mơ là gì? Tức là nó test ở đây này không thủng cái vùng 30.5. Ờ à, 30.5 không thủng là ngon đấy. Đây này, video trong cái tuần mà có phân tích này, các anh chị lưu ý này, một là nó sẽ test về vùng 32 và điểm thứ hai sẽ là vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 này và nó chỉnh cung về hai điểm này không thủng và lực cầu nó lại tiếp tục đẩy lại lên một cái target của khoảng 35 rồi sau đó nó lại chỉnh cung lại một phát nữa khoảng 33 32 này mà không thủng mà tích lũy lại được là có khi là banh lại kéo tiếp ấy. đấy nên là chúng ta cũng phải phòng dư cái kịch bản là nhóm banh có thể tiếp tục bay tiếp và khi banh nó bay thì thì căng lắm các anh chị nha rất căng ta sẽ lưu ý rồi nhóm ngành cuối cùng màu sẽ chuyển đến các anh chị đó là nhóm ngành chứng khoán gồm mã cổ phiếu VCI Thì ở đây các anh chị lưu ý là đến thời điểm hiện tại thì VCI và tất cả các mã ngành chứng khoán đang đánh ở trên trạng kỹ thuật tuần Đi dài, đi xa, đi bền Và trên cái chặng đường đó thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật để mà thu gom thêm Đó là quan điểm của Hùng Và những điểm kháng cự thì bán bớt đi Trên cơ sở là chúng ta vẫn giữ nguyên cái tỷ trọng về danh mục Nhưng qua các cái nhịp long short và chúng ta tái cấu trúc và tái những cái điểm như vậy để chúng ta tối ưu được cái lợi nhuận. Thì ở đây điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 41 tức là kéo lên 41 là cản kỹ thuật thì bây giờ nó test lại và hai tuần vừa qua nó test ở vùng 41 tương đối là đẹp đối với VCI. Mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm ở vùng 44 đến vùng 45. SSI SSI đẹp dòng tiền đẹp xu hướng đẹp và tuần vừa qua thì nó chỉnh cung ở vùng 27.6 và thậm chí là có thể cho phép ở chỉnh cung ở quanh vùng 27 Uh, xu hướng thì chúng ta vẫn tính toán ở vùng 30 đến khoảng vùng 31 đó là target mục tiêu Ờ cổ phiếu HCM đối với HCM tuần vừa qua chính thức hoàn thành target mục tiêu 31 trên 31 và sau khi nó hoàn thành cái target này thì uh, nó bắt đầu chỉnh cung hai cây chỉnh cung những cây đến kết tuần thì nó lại lấp lại được vùng 30 45 là rất là đẹp như vậy thì các cái điểm chỉnh cung dự kiến là vùng 29.5 và nói chung vào vùng 28.8 và cho phép tận vùng 28 tức là gì tức là khi mà nó chỉnh cung về những cái điểm này nó là những điểm bắt thêm những cái điểm bắt thêm các anh chị bởi vì nó đang là up trend mà nó đang up trend nhưng nó cũng phải down trend đâu và nó đang up trend thì khi nó chỉnh về những cái vùng này đó là vùng để các anh chị tăng cái vị thế của mình lên và lên đến cái vùng kháng cự chúng ta bán bớt đi và sau khi mà hoàn thành được cái vùng target mục tiêu 31 thì xu hướng 35 à căng cái nhỉ căng đấy tuần tới nếu như nó break được cái vùng nó break được cái vùng cản này này nó break được cái vùng cản kỹ thuật 31 đến khoảng vùng 32 đó và lực cầu lại rôm giả thì các thứ thì khi đó thì chúng ta tiếp tục đang target nhưng tạm thời thì hùng cứ tạm thời lùng sẽ ngắm lại cái target kỹ thuật 31 đã 31 32 đấy VND đẹp VND uh, lực cầu khủng hoảng luôn phiên nay là bắt đầu đánh 41 triệu à đấy, lực cầu cực tương 41 triệu đó thì đối với VND các anh chị cũng nhìn thấy đây chúng ta thấy rằng là gì ạ đó cái thông tin xấu để nó đạp về được đến vùng 17 7.5 thôi nó lại đánh lên tuần này thì nó test tích lũy lại cũng đẹp và quanh vùng 18 kết tuần thì nó đóng ở vùng 18.8 và trong cái xu hướng mục tiêu thì còn nó phân tích rồi đó là nó sẽ đánh về vùng 19 19.5 ở à, 19.4 19.5 và xa xăm hơn thì khoảng quanh vùng 20 đây là vùng cản kỹ thuật thì tạm thời cũng đã dự báo là cổ phiếu nó sẽ hồi về đây và tại đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp cái xu hướng à, cổ phiếu SHS cũng đang rất đẹp và hiện tại thì chúng ta đang ngắm về cái cản 15 đấy 14.8 đến 15 và hình như cái phiên này là lên được 14.8 rồi này 14.9 đó tức là nó cũng rất là sát với những cái vùng gì chúng ta dự báo và đồng thời thì nó cũng test hỗ trợ 14.2 khá là đẹp Nói chung là đối với thằng SHS á Trong ngắn hạn không thủng vùng 13 thì các anh chị cứ ôm cho phép chỉnh cung về đến vùng 13 nên là cái gì ở cứ vần gần gần cái kháng cự á, thì chúng ta bán bớt đi và cứ gần gần những cái hỗ trợ này hỗ trợ một là 14.2 hỗ trợ 2 là 13.5 và hỗ trợ 3 là quanh 13 đó thì khi mà nó chỉnh cung về những cái vùng này thì cũng là đẹp để mà chúng ta thu gom tiếp mục tiêu thì 15 tuần tới vui vui mà ấy được qua cái vùng 15 thì có thể ngắm lên vùng 16 16 3 16.5 đó là cái target mục tiêu tiếp theo của SHS Uh, SHB đánh khá là tốt rồi thì uh, SHS khả năng nó cũng sẽ tiếp đà thôi cổ phiếu FTS <laughs> nhìn về mặt xu hướng khá là ok tuần vừa qua ở đây 30 năm hỗ trợ mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm cản 34 35 đây là vùng cản kỹ thuật thì khi mà cổ phiếu về ở đây thì anh chị lưu ý SBS chỉnh cung à, tuần vừa qua nó có chỉnh cung Chỉnh cũng khá là sâu ấy nhỉ à, Vùng chỉnh dự kiến Ở khoảng quanh vùng 8.15 Tất nhiên là kết tuần thì nó lại đóng cửa Vùng 8.2 nhưng mà cái điểm nhún ở Trong tuần thì nó cũng khá là sâu à, Còn nếu chúng ta mở Cái góc nhìn trung và dài hạn ra Thì đối với SHS không thủng Vùng 7.3 thì như vậy là cứ ôm Bởi vì sao? Bởi vì đối với SHS là chúng ta cũng đã có à, Một cái hành trình đánh tương đối dài Và chúng ta có cái giá vốn khá là thấp theo quan điểm uống như vậy và tuần trước thì nó đạt được cái target ghét mục tiêu 8.5 và đương nhiên là chỉnh cung thì um, nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật của tuần như thế này thì cái đây đây nó đang có cái sự phục hồi và cái sự phục hồi này thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại cả cái thuật 8.5 bay được cản 8.5 thì chúng ta sẽ ngắm lên những cái vùng cao hơn bịùng 99.5 và 9.8 VX thì quá là khủng luôn với thì đẹp tuần này thì chính thức là VX đã đạt 14 trên 14 và đóng cửa tuần thì đúng 14 luôn, tức là đúng cái target tuần và đúng cái cản tuần. À, nhìn về mặt xu hướng à, lực cầu tiếp tục đánh loanh quanh khoảng tầm độ 20 đến 24 triệu cổ phiếu trên một phiên là rất là đẹp khỏe anh chị nhé. thì tuần tới nó sẽ có cái xu hướng có rung lắc thì nó sẽ rung lắc về khoảng quanh vùng 3.5 và theo cái cái cảm nhận đấy thì hùng sẽ dự báo cái xu hướng nhịp này VX sẽ đánh về khoảng quanh vùng 16, tức là target nó vẫn còn. AGR phiên kết tuần cực đẹp luôn và cái xu hướng kỹ thuật thì như cũng có phân tích ở đây rồi đây là nó cản này 15.5 và đóng cửa 15.6 đồng thời test này ở vùng 14.8 đúng không ạ đúng không 14.8 14 14.8 14 đó thì nó test quanh 14.8 thì đấy anh chị này rút chân lên và lực cầu của phiên ngày hôm nay là 4,2 triệu cổ phiếu trên một phiên và tuần tới thì chỉ cần một cây nến đè lại ở khoảng quanh vùng 10 16 cộng thôi như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm vùng cảnh kỹ thuật của V à, AGR là lên vùng 17 5 và đối với AGR thì cũng đã có một cái trend uh, kỹ thuật phân tích rất dài ở trước đó đây AGR AGR dài lắm và tận 31 tháng 1 cơ Đấy, tận từ tháng 1 này tháng 1 đây là tháng mấy ta đây là tháng tháng 2 đây tháng 1 này 31 tháng 1 đâu đó là cuối tháng này mùng 2 tháng 1 à 22 đây này đấy khoảng khoảng đây này tức là lúc đó AGR có khoảng 7.5 đến mùng 8 31 tháng 1 7.5 mùng 8 là giá không tính chia chia tách các anh chị nha tức là vùng 8.35 8.45 là túc tách ngặt vì nó chia cổ tức nên là bây giờ sau khi chia thì nó đâu đó nó thành ở đây này là từ 31 tháng 1 là từ vùng giá 8 và đến bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục gì ạ vẫn tiếp tục nâng target tức là tức là vẫn còn trend đấy các anh chị thấy có dài đúng không ạ đấy và đến bây giờ là vùng vẫn đang tiếp tục ngắm lên vùng 17 17.5 đây tức là từ tháng 1 cho đến tận à, bây giờ là chuẩn bị hết tháng 7 rồi đó thì chúng ta vẫn tiếp tục theo theo đuổi cái cái con agr này và qua từng tuần thì chúng ta vẫn tiếp tục phân tích những cái vùng hỗ trợ để làm gì để mà cân thêm bởi vì nó vẫn đang là áp mà đúng không ạ nó vẫn đang là uptrend thì những cái vùng hỗ trợ đây ví dụ 14.8 cân thêm và những cái vùng cản kỹ thuật thì chúng ta bán bớt đi đây ví dụ như cái nhịp này nó lên đến đây đây là vùng cản kỹ thuật thì bán bớt đi và lại có hỗ trợ thì có thể là nhịp này nó sẽ đánh lên vùng 17 17.5 rồi nó lại đạp một nhịp đó, nó đạt một nhịp thì chúng ta lại tiếp tục có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó, ở đâu đây ở đâu đó ở đâu đây thôi đó để chúng ta tiếp tục bắt à, bắt được vùng này thì chúng ta sẽ ngắm thêm ví dụ đâu đó nó lại đánh break vùng 7.5 để lên những cái vùng cao hơn tức là theo cái dòng thời gian nó là như vậy anh chị đó từ 17 tháng 1 đấy nha đây 31 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 4 tháng 4 tháng 4 đó. thì chúng ta liên tục cập nhật ở theo cái dòng thời gian như vậy APS xem nào Sau khủng hoảng thì Nó như thế nào đây Đang xây khá là tốt khả năng đây sẽ là điểm cân bằng của nó rồi đấy quanh vùng 6 Và chúng ta phải bình tĩnh các anh chị Đừng có vội Đó. Nó xây như vậy và nó phải Kéo lên khoảng quanh vùng 7 vùng 8 và khi nào bắt đầu Chúng ta có một cái phân kỳ tăng ở đây và hiện tại thì chúng ta đang kỳ vọng rồi Đang kỳ vọng là APS sẽ xây một cái phân kỳ tăng ở đây Đó rồi Khi đó chúng ta sẽ gì chém cá về bờ rất là đơn giản và 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 cái lực cầu á, cái lực cầu nó tiếp tục nó bắt lại ở đây này đấy bắt lại đây này khoảng 5 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên rồi rồi dần dần như vậy và chúng ta bởi vì hùng nói như vậy là vì Hùng sẽ nói đến mã cổ phiếu APG các anh chị um, nhớ là APG và trong tim của Hùng Lê thì bây giờ APG lãi Thậm chí là 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 lãi rất là đậm đấy các anh chị thì đối với APG cái giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn gì giai đoạn khủng hoảng của nó các anh chị giai đoạn khủng hoảng luôn APG về tận hai vùng 2.4 và sau đó bình tĩnh bình tĩnh để chúng ta xử lý từ vùng 2.4 và bây giờ APG lại về đúng đỉnh 8.8 tức là thay vì cái câu chuyện cắt lỗ các anh chị thay vì câu chuyện cắt lỗ thì chúng ta bình tĩnh để chúng ta xử lý tình huống đó, bình tĩnh để chúng ta xử lý tình huống và 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 nói đến con cổ phiếu APG đây thì các anh chị nhìn thấy đúng không ạ đó, rất nhiều anh chị em là đến đoạn này là dụng hết cắt lỗ, cắt lỗ trong đau đớn. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh để chúng ta nhìn nhận ra những cái vấn đề là cái trend kỹ thuật của thị trường của cổ phiếu thì chúng ta đấy, hoặc như mã cổ phiếu BCG cũng là một cái minh chứng. Để các anh chị thấy được rằng là chúng ta đây cũng là một cái trend của nó rất là khủng hoảng đúng không ạ? Nhưng dần dần chúng ta lần lượt à, chúng ta chém những cái điểm chém rất là ok. Và gần như bây giờ thì uh, BCG cũng đã có một cái mức lãi cực kỳ tốt đó cách để mà anh chị chiến đấu VDS thì không trong trong tuần hình như cũng không có nhiều cái đột biến đâu cả cái thuật 16 đó nó nháy qua nháy lại ở đây một chút xíu Nháy qua nháy lại đây một chút xíu thì tuần tới khả năng lại ngắm về vùng 16 và có thể là nó sẽ có những cái điểm mà test cung kỹ thuật lại ở khoảng khoảng cách vùng 14 nói chung là giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn đi sideways rồi bởi vì tín hiệu của đường mát đang chậm đà tăng ORS tuần này tiếp tục công cản kỹ thuật 16 nhưng công không thành như vậy ở đây chúng ta sẽ có một cái hỗ trợ ngắn ở đây vùng 15 15.2 và nó sẽ có cái sự phục hồi tuy nhiên là tín hiệu đường mát thì nó đang trải khá là dài chính vậy nên là đang đang đạp xuống này nên là cái xu hướng để cổ phiếu tăng mạnh là không có nên là là là, là, là chủ đạo là nó đi sideways thôi và chúng ta chú ý thêm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 15.2 Ok, như vậy là về danh mục cổ phiếu thì như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ bắt đầu uh, đi vào cái nội dung thứ hai. Đấy là nội dung về uh, tuần giao dịch video số 186. Ok anh chị. Thì như vậy là trong tuần vừa qua uh, chúng ta sẽ nhìn lại bộ ba tham số chung của thị, thị trường đúng không ạ về chỉ số vn30 ở đây chính là cái thời điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 186 thì tại thời điểm đó thì cũng có phân tích uh, cái nền tảng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số vn30 đây đó vn30 hỗ trợ ở đâu và kháng cự ở đâu thì tất cả những cái phân tích này là đều đã có ở trên bản tin tuần rồi thì chúng ta nhìn thấy đây vn30 sẽ có một cái vùng hỗ trợ 1147 đến khoảng quanh vùng 1152 1150 đây anh chị này thì đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì uh, thị trường của chúng ta mở gáp và nó công luôn cái vùng cản kỹ thuật 1165, 1164, 1165 Và trong trường hợp nếu như index uh, VN30 mà chúng ta break được cái vùng 1164, 1165 Thì chúng ta sẽ hướng đến cái vùng cản kỹ thuật 1175 đến 1180 Ở trong tuần, đấy chính là cái vùng cản kỹ thuật tuần Thì chúng ta nhìn lại ở đây uh, Và trong tuần thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái xu hướng của thị trường trong tuần vừa qua rất là tốt À, sau khi break cản 1165 thì nó cũng chỉ quay trở lại hai cái điểm test ở khoảng quanh 1160 và cứ về đến 1160 thì lực long bắt đầu quay trở lại và phiên giao dịch kết tuần chính là một cái phiên giao dịch bùng nổ các anh chị bùng nổ và nó đã kéo vượt cái vùng cản kỹ thuật ở đây là cản 1180 đó, với một cái gap tăng ở ATC một gáp tăng ATC rất là mạnh ở đây nó có khoảng gáp của anh chị từ 1180 và nó đã đóng cửa lên khoảng quanh 187 như vậy là một cái lực tăng cực kỳ tốt và với xu hướng hiện tại của chỉ số vn30 như thế này á thì tuần tới khả năng theo hùng thì nó sẽ phải có cái sự lấp gáp quay trở lại tức là cái vùng vùng 1175, 1170 ở đây chính là cái vùng mà chỉ số vn30 sẽ có xu hướng lấp lại cái vùng gáp này đó nó lại vùng gáp này nó tích lũy lại vùng gáp này để nó tích lũy ổn định và và khi mà nó tích lũy ổn định được cái vùng này rồi ấy, thì cái đó chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng cản kỹ thuật ở cái xu hướng ở tuần tới thì thì thì, thì cái vùng 1.200 điểm đó là cái vùng mà khả năng cao là chỉ số vn30 sẽ hướng đến cái vùng target kỹ thuật này đó là theo kỳ vọng ok các anh chị khá là tốt và cái vùng chỉnh cung kỹ thuật các anh chị lưu ý ở vùng 1170 đến 1175 Đối với chỉ số phái sinh thì ở đây chúng ta cũng view nhỏ lại một tí để chúng ta ngắm. Thì ở đây chúng ta phái sinh thì chúng ta nói đến vùng 1145 đến 1148 đó chính là cái điểm test kỹ thuật ở trong mút nến ở trong phiên giao dịch ở ngày thứ sáu và trong phiên ngày thứ hai thì cái chỉ số phái sinh của chúng ta cũng đã chính thức tạo gáp và nó bứt được cái vùng cản kỹ thuật 1160 và target tuần của chỉ số phái sinh thì cũng có đây các anh chị nếu như chúng ta chỉ trả cung các anh chị nhé nó chỉ trả ở trên cái vùng 1135 cộng thì nó là cực kỳ khỏe và yên tâm cày quốc và cản mạnh của phái sinh ở trong tuần là chúng ta cũng ngắm lên ở vùng 1175 đến 1180 thì đến uh, phiên giao dịch kết tuần thì nó mới chính thức vượt vùng cản 1175 sau đó thì uh, nó tiếp tục vượt một cản 1180 và đóng cửa ở vùng 1184 1185 như vậy là cái lực long ở cuối ATC cũng rất là mạnh uh, và đây có thể coi là phiên tăng mạnh mẽ nhất trong cái thời gian vừa qua trong thời gian vừa qua trong những cái tuần vừa qua thì với một cái lực tăng và lực tạo gáp như này thì cái quan điểm kỹ thuật cùng thì cũng kỳ vọng là chỉ số phái sinh sẽ quay trở lại vùng 167 đến khoảng vùng 1170 ở à, quay trở lại test cung tích lũy ở vùng này còn điểm sâu hơn sẽ là vùng quanh 1160 và tiếp tục đối với phái sinh đối với phái sinh tuần thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi khả năng thì cái xu hướng nhìn về mặt cái xu hướng thì nó khá là tích cực và phái sinh tuần sẽ có xu hướng công cản 1190 và sẽ tịnh tiến lên đến cái vùng cản kỹ thuật 1.200 điểm đó là xu hướng còn đối với chỉ số vn index uh, trong tuần thì cũng đã có phân tích ở đây đó là uh, cái lực đi khá là ổn này và hỗ trợ ngắn hạn ở 1158 1160 1158 1155 đó tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cái target kỹ thuật ở vùng 1185 đến 1190 1185 đến 1190 và mốc xa hơn thì có thể cán vùng 1200 điểm ở trong tuần vừa qua Thì đây chúng ta sẽ nhìn lại bộ 3, tham, à, nhìn lại chỉ số VN index Ở đây các anh chị nhá, 1155, 1158 và 1160 Đó chính là cái vùng này 1158 đến 1160 đánh đánh khoang ở đây Thì như vậy là đây là cái hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt và trong phiên ngày thứ hai thì nó cũng không có test lại nhé Không có test lại và nó bứt luôn cái cản vùng cản kỹ thuật 1170 Và khi vùng 1170 được uh, bứt lên, đó được bứt lên, thì chúng ta sẽ có vùng cản tiếp theo 1180 và tiếp theo sẽ có vùng cản kỹ thuật 1190 và xa hơn là vùng 1200 điểm và đóng cửa tuần ở vùng 1185 với một cặp tăng và một cái lực tăng rất mạnh ở trong phiên kết tuần như vậy thì sau khi bứt cản 1180 xu hướng về mặt xu hướng kỹ thuật kỳ vọng là index nó sẽ lấp lại ở khoảng quanh vùng 1178 mà 1177 này đây từ từ cùng xem đã 1177 index sẽ lấp lại ở khoảng vùng 1177 đến 1180 đây là cái vùng lớp kỹ thuật đẹp nhất của thị trường còn sâu hơn là vùng 1173 đến 1175 đây là hai cái vùng lớp cáp lại ở kỳ vọng Uh, index chúng ta lấp lại được ở trên cái vùng này và lực long quay trở lại thì như vậy là các cái cản thuật tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại ở vùng 1180, 1190 và cái xu hướng uh, xu hướng tuần mới thì như vậy là uh, theo quan điểm là rất là tích cực và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là index sẽ quay về cái vùng cản kỹ thuật ở 1.200 điểm như vậy là nhìn chung thì uh, tâm lý hành vi của nhà đầu tư tâm lý về thị trường hiện tại cũng đang khá là tốt và chúng ta có thể kỳ vọng ở những cái target kỹ thuật cao hơn. Ok, như vậy là bản tin tuần này thì chúng ta sẽ xin phép được dừng tại đây và các anh chị lưu ý chúng ta có hai kênh để chúng ta trao đổi với anh chị em ờ, trong tuần đó là kênh chứng khoán chiến binh đến từng có sóng các anh chị có thể search từ khóa này và kênh hùng lê chứng khoán thì đấy là hai cái kênh mà để anh chị em của chúng ta nhận các cái phân tích tuần ngoài ra thì hùng lê cũng trân trọng kính mời anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của tổ quốc à, đã theo dõi kênh khá là lâu đúng không ạ và chúng ta cũng đã uh, có những cái hành trình, có những cái quá trình trao đổi thì cũng mời anh chị em về với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để uh, cùng đầu tư, uh, cùng chia sẻ những cái giá trị và cùng nhau, uh, cùng dìu dắt nhau, có thể gọi là như vậy, chúng ta cùng dìu dắt nhau đi ở trên một cái chặng đường rất là dài và rất là khốc liệt phải nói như vậy, thị trường chứng khoán là một cái thị trường rất là khốc liệt và rất là dài và trong cái chặng đường đó thì các anh chị sẽ chia sẻ những cái kiến thức cho Hùng và hùng cũng sẽ chia sẻ những cái kiến thức cho các anh chị à, chúng ta win win à, chúng ta có cái sự trao đổi qua lại như vậy để cùng nhau phát triển và mong rằng là à, cộng đồng nhà đầu tư anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng phát triển đó ngày càng tìm kiếm được nhiều lợi nhuận và các anh chị ngày càng à, giàu ra à, ngày càng kiếm được nhiều tiền ở trên thị trường chứng khoán thì đấy là một cái sự hạnh phúc rất lớn à, với những người chia sẻ như cá nhân hùng lê Uh, ok uh, và bản tin tuần này thì chúng ta sẽ dừng ở đây các anh chị nhá và uh, còn những cái câu hỏi nào thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi các anh chị dưới những góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất uh, một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại